Bà sư cho phép hỏi, mấy ngày hôm trước trong chỗ con đang làm mọi người có tổ chức tất niên của năm 20. Trong buổi tiệc đó, hai bao món đầu khi họ mang lên con đều ăn trong tâm tình nhục, nhưng đến món thứ tư họ mang lên tôm hấp. Lúc đầu con chưa biết những con tôm đó còn sống, đến khi một người bạn mở nắp ra thì con mới biết chúng còn sống, chúng nhảy bật cả nắp. Con mới nghĩ là món này mình sẽ không ăn một con nào cả, và con cũng nói với người bạn kế bên mình, bạn ấy về sau không ăn con nào cả. Lúc đấy thì cái bật bếp nó quay về hướng con thấy vậy con mới bỏ đi toilet, nhưng khi quay lại thì con không thấy ai bật. Rồi hai anh ngồi kế bên mới nhờ con bật giùm với lý do say quá không thấy đường bật. Hai anh đó có biết về đạo Phật, biết là bật bếp hấp nó như thế sẽ tạo nghiệp sát sanh. Hai anh đó nhờ con, không hiểu sao lúc đó con lại bật bếp nữa, nhưng sau khi bật xong con ngồi run sợ, biết mình đã phạm giới và tạo nghiệp sát sanh. Giờ con phải sám hối như thế nào mới đúng pháp? Nó như thế này, hai cái người bạn thì không hiểu là họ học Phật như thế nào, nhưng mà khi mà mình không làm á, mà mình kêu gọi người khác làm, thì như vậy là vẫn phạm giới sát sanh như thường, và mình cũng không có tránh được cái tội sát sanh. Cho nên nếu mà tính là cả ba người luôn đều phạm giới sát sanh. Nhưng mà như vậy trong cái giới sát sanh á, nói thì nó phải nói cho nó hết. Trong cái giới sát sanh, còn nhớ ai nhớ năm chi giới sát sanh không? Giới không sát sanh thì phải phạm đủ năm cái chi phần này, phạm đủ năm chi phần này thì mới đức giới. Thứ nhất là chúng sanh có sự sống, thứ hai là biết chúng sanh có sự sống, thứ ba là có ý muốn giết, thứ tư là cố ý giết, thứ năm là chúng sanh đã chết do sự cố ý đó. Đấy, thì cái vấn đề của trong cái trường hợp này đó là trong năm cái chi phần này thì bốn cái chi phần là có đủ rồi nè. Chúng sanh có sự sống nè, biết nè, ha. Rồi mình đã có hành động giết nè, và chúng sanh nó đã chết. Nhưng mà nó vấn đề là mình có ý muốn hay không. Phải xét lại, quay trở lại cái trường hợp đó, quan sát rõ cái tâm mình khi đó. Khi mình bật cái bếp lên là do mình thất niệm mình không để ý, mình chỉ làm theo chứ mình không không có ý thức được là mình giết hại nó, hay là mình có cái ý muốn. Còn trong cái trường hợp mà quên mất á, quên mất không chắc chắn á, thì thôi ha. Trong trường hợp mà quý vị muốn sám hối thì nên đến gặp một cái vị có giới đức, có đức hạnh, có giới, và xin cho vị đó xác nhận rằng con ghi nhận lỗi lầm là lỗi lầm, có nghĩa là con biết được đây là lỗi lầm, và cái sự nhận biết lỗi lầm này đó là để ngăn ngừa không có phạm phải một lần nào nữa trong cái kiếp sống còn lại, thì đó mới gọi là sám hối. Có nghĩa là thứ nhất, xác định rõ, tôi nhận thức rõ đây là sai lầm, đây là lỗi lầm. Cái thứ hai là tôi kiên quyết không phạm cái lỗi đó nữa, thì đó mới gọi là sám hối. Chứ không phải như nhiều người cư sĩ phạm giới cho đã rồi đó sám hối, nhưng mà cái kiểu sám hối đó là sám hối cho có, rồi sau đó thì vẫn chứng nào tật nấy, là vẫn cứ phạm giới như thường, thì đó không phải ha. Còn một cái vấn đề nữa đó là chúng ta chỉ mới có làm cái việc là sám hối thôi, nhưng mà chúng ta chưa có làm cái việc đó là giải quyết hậu quả. Giải quyết hậu quả là như thế nào? Đó là
chúng ta nên tạo các cái công đức có cái tính chất đối nghịch lại, có tính chất đối nghịch lại với cái giới mà chúng ta đã phạm. Ví dụ như chúng ta nỗ lực phóng sanh, hoặc là nỗ lực trị bệnh. Cái ví dụ như là chúng ta thấy chúng sanh nào đó bệnh đi, ví dụ như là chúng ta đi vào trong bệnh viện, thấy người ta bệnh đó, thì mình giúp giúp người ta, giúp người bệnh, thì giúp người bệnh đó cũng là chúng ta đang cho họ cái sinh mạng. Hoặc là chúng ta bố thí, bản thân việc bố thí đó cũng là chúng ta đang tặng họ cái tuổi thọ nha. Bố thí thực phẩm đấy, bố thí thực phẩm cũng là chúng ta đang cho họ tuổi thọ, bố thí thực phẩm. Còn cái việc phóng sanh á, thì sư nhắc để quý vị nhớ là chúng ta không có nên mua những cái nơi mà họ chuyên môn bán để phóng sanh. Tại vì khi mà chúng ta mua như vậy, ở những nơi như vậy là chúng ta đang khuyến khích họ tạo thêm ác nghiệp. Bởi vì họ là họ chuyên môn, họ bắt con này con kia đó rồi để họ bán phóng sanh, thì mình không có nên ủng hộ cái đó. Mà chúng ta thí dụ như là ra chợ đó, ra cái sạp cá đó, những con cá mà chuẩn bị lên cái dĩa chuẩn bị làm thịt đó, thì mình mua nó về, mình kiếm cái chỗ nào đó thả nó mà đảm bảo nó có thể sống được ha. Đấy, hoặc là ra cái chỗ mà họ bán chim á, ra chỗ họ bán chim thì mình mua mua nó, rồi mình kiếm cái chỗ nào đó mình thả mà đảm bảo là nó không có bị bắt lại đó. Hoặc là đến những cái nơi mà bán những cái động vật hoang dã mà mình mua, rồi mình kiếm cái chỗ nào mà mình thả nó để cho nó không có quay trở lại, thì như vậy là được.